đã đến với kênh của Mr. Zero Bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của những siêu sao trên sân cỏ thế giới. Và nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình. Xin chào! Trong bóng đá, các cầu thủ thường được ví như những siêu sao hay được coi như là thần tượng của hàng triệu người. Tuy nhiên, khi không đá bóng, những siêu sao này cũng chỉ là con người bình thường. Hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá cuộc sống ngoài sân cỏ của các cầu thủ bóng đá thông qua những trò nghịch ngợm của họ nhé! Không còn Lionel Messi, cuộc sống của Barcelona vẫn phải diễn ra bình thường. Trong một buổi tập tại khu huấn luyện, những ngôi sao của đội bóng xứ Catalan đã tự mình lái xe điện để tham quan. Không những thế, họ còn tổ chức ra một cuộc đua xe nhỏ giống như tựa game đình đám Mario Kart. Những người hào hứng nhất trong cuộc đua này chính là bộ đôi người Hà Lan Frenkie de Jong và Memphis Depay. Đối thủ cũng cực kỳ xứng tầm của họ chính là Sergio Nunez và Busquets. Nói về trung vệ số 1 thế giới hiện tại, Virgil van Dijk đương nhiên là cái tên sáng giá nhất. Mặc dù đang thông dong đi bộ cùng Joe Gomez, thế nhưng van Dijk vẫn rất khéo léo sâu kim người đồng đội của mình. Đây cũng chính là bộ đôi trung vệ cực kỳ ăn ý và đã giúp cho Liverpool có được danh hiệu Champions League 2018-2019 và Premier League 2019-2020. Trong những thất bại của Barcelona ở vài mùa gần đây, Gerard Piqué luôn là đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất. Chính sự sa sút đáng thất vọng về mặt phong độ của ngôi sao người Tây Ban Nha đã rất nhiều lần đặt hàng thủ Barca vào trạng thái báo động. Có lẽ vì quá chán đá bóng, Piqué giờ đây đã chuyển sang bộ môn đánh gôn. Từ động tác đến điều bộ, trung vệ của Barca cũng rất ra dáng một tay gôn chuyên nghiệp và không thua kém gì đồng nghiệp Gareth Bale cả. Không chỉ là cầu thủ bóng đá, Son Heung-min còn là một tay chơi có tiếng và cực kỳ sát gái tại Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình điển trai, ngôi sao của Tottenham cũng có gu ăn mặc cực kỳ thời thượng. Mặc dù chỉ là đi ra ngoài uống cà phê, thế nhưng Son Heung-min mặc bộ blazer rất chỉnh chu cũng như đeo thêm đôi mắt kính màu đen. Một đồng đội của chân sút người Hàn Quốc sau đó đã đăng tải hình ảnh này lên và ví von Son Heung-min giống như một giảng viên tại trường đại học. Mặc dù là một hậu vệ, thế nhưng ai cũng biết rằng nền tảng kỹ thuật cá nhân của Marcelo là đẳng cấp đến như thế nào. Đứng ở phía đằng sau khung thành, siêu sao người Brazil thậm chí còn có thể đưa bóng bật ngược trở lại vào gôn. Không cần kỹ thuật, đây là một pha bóng thể hiện được sự tính toán cực kỳ thông minh của Marcelo. Có thể nói là ở bất kỳ giai đoạn nào, bóng đá Brazil chưa bao giờ thiếu đi những hậu vệ cánh có kỹ thuật xử lý bóng điêu luyện. James Maddison là một trong những tiền vệ công được đánh giá rất cao tại Premier League. Thế nhưng ngoài bóng đá ra, hình như ngôi sao người Anh lại có thù với môn bóng rổ. Mặc dù lấy đà rất hăng máu, thế nhưng cú bật nhảy và úp rổ của Maddison có thể nói là thảm họa. Cũng khó thể trách được Maddison khi tiền vệ này sở hữu một chiều cao rất khiêm tốn là 1m75.
và khó có thể với tới cột rổ rất cao dù cho đã có đệm nhảy. Lionel Messi luôn được coi là một cầu thủ khá lành tính trong thế giới bóng đá khi sở hữu đời tư rất sạch. Ngoài đá bóng, toàn bộ thời gian còn lại của em Pulga gần như đều dành cho gia đình với vợ và ba cậu con trai kháu khỉnh. Chúng ta được thấy một Messi rất đời thường khác biệt hoàn toàn trên sân cỏ khi cùng cậu con trai Thiago thi nhảy từ trên phi thuyền xuống biển. Đây cũng chính là hoạt động thường niên của gia đình Messi khi họ luôn tranh thủ đi nghỉ cùng nhau vào mỗi mùa hè. Sau một năm bị hoãn vì đại dịch Covid-19, nước chủ nhà Nhật Bản đã rất cố gắng để tổ chức Olympics 2020 một cách an toàn và chỉnh chu nhất. Tuy nhiên không vì thế mà đất nước mặt trời mọc đánh mất đi sự thân thiện và gần gũi vốn có của họ. Trong đoạn clip, những tình nguyện viên người Nhật ở làng Olympics đã chào đón các cầu thủ Brazil bằng những điệu nhảy cực kỳ ngộ nghĩnh. Đương nhiên, Alves và đồng đội rất vui vẻ đáp lại bằng những cử chỉ cũng hài hước không kém. Không chỉ mỗi mình Messi, nhiều cầu thủ khác của tuyển Argentina cũng đã ăn mừng một cách rất vui vẻ sau khi lên ngôi vương tại kỳ Copa America vừa qua. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của đồng đội trong phòng thay đồ, Papu Gomez cũng đã có một màn nhảy popping cực kỳ hài hước. Đã 33 tuổi, khá dễ hiểu khi Gomez ăn mừng rất vui vẻ khi đây có lẽ là chức vô địch đầu tiên và cuối cùng của anh với đội tuyển. Ngâm mình trong nước đá là một phương pháp trị liệu quen thuộc ở thể thao khi nó sẽ giúp các vận động viên có thể giãn cơ và phục hồi cơ bắp sau những buổi tập. Thế nhưng đối với những cầu thủ nghịch ngợm, đây là một cái cớ rất tốt để bày ra những trò nghịch ngợm. Nhận thấy Sergi Roberto và Busquets đang ngâm nước đá, một cầu thủ khác của Barca ngay lập tức đã tiến tới và dùng những viên đá để ném và trêu đùa đồng đội của mình. Đương nhiên với việc cơ bắp đều đang bị tê vì ngâm nước đá, thật khó để bạn có thể phản kháng trò đùa của đối phương. Quả thực khi không đá bóng, những ngôi sao của làng túp cầu cũng tinh nghịch và có thể tấu hài không thua kém ai phải không nào? Nếu thấy video hay, hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.